luôn, hai video luôn, hai video bỗng đi chơi luôn nha, lên YouTube luôn nha. Nhìn mê quá chưa, thấy chưa, cô mến em bóng chưa, cô mến em bóng, em bóng là đây với cô nhá, bố về nhá, bố về đây, ba em bóng nha, ba nha, bố về đây, bố về đây. À, bố đã trốn đi, mặc dù vậy em bóng vẫn theo bố. Em bóng vẫn tiếp tục muốn chơi, không, vẫn chưa muốn về. Vẫn gọi bố vào cho bằng được. Hôm nay bố rất là mệt rồi. Bố đi theo em bóng mà bố đuối quá trời luôn à. À, này bố ngồi đây thôi, quay video thôi em bóng ơi. Em bóng chơi đi. Con khủng long ở đâu? Con khủng long ở đâu em bóng? Con khủng long ở đâu? Hả? À? Em bóng hãy chút quả bóng đi. Chút vào, sút bóng mà, sút bóng đâu, bóng đâu? Ủa thế hả? Em bóng đang làm gì đấy? Chơi cái gì đấy? Cô dọn rất là mệt rồi. Bố cũng mệt luôn rồi. Mỗi mình em bóng là không có mệt. Hôm nay em bóng đi chơi xui thế, không có điều hòa. Thôi em bóng ơi, bố về đây. Bố về đây, bố về đây. Trời ơi, em bóng chơi cái gì đây vậy? Điện thoại hả? Tít 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 tít. Có phải tin không? Hết tin đâu. Hết pin rồi hả? Hết tiền rồi hả? Tính tiền. Quá hay. Em bóng chơi cái gì đó? Hết rồi, cái nào em bóng cũng biết rồi. Con khủng long. Em bóng đang chơi con khủng long. Con khủng long quá to, tuy nhiên em bóng vẫn ôm. Bóng lắc con khủng long một cái. Ui. Em bóng lại chơi ô tô con. Em bóng lại ném ô tô cái chân. Trời, bố về đây, cái này em bóng chơi rồi. Mê quá trời. Em bóng mê quá. Bóng ơi, về đây. Bố về đây. Kệ bóng, kệ bóng, kệ bóng. Bố về đây, bố về đây. Bố về đây. Bố về đây, bố về đây, bố ra mẹ đây. Đây 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 này. Về thôi. Trời ơi, em bóng chưa về luôn, em bóng lại đi lang thang ở đâu nữa rồi. Bố phải đi tìm em. Em bóng chạy đi đâu? Trời ơi, em bóng lại đi chơi cái ô tô đâu này. Tuy nhiên em bóng lại gặp một vấn đề. Em bóng lại chui vào ngôi nhà. Bố chết đuối với em bóng luôn rồi. Hôm nay tối quá, bố phải bật flash thì mới quay được em bóng.
quá tối luôn. Thôi được rồi, bố quay về thôi. Về đây, bố về đây. Không chơi nữa. Bố về nha, cho mày ở lại đấy một mình mày chơi nha. Về đây. Kệ mày đi. Về đây. Về, 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 về. Không, không chơi nữa, không chơi nữa. Về nào. Không, không nằm nữa. Không nằm nữa, bố không nằm nữa, bố về đây. Bố về đây. Bố về đây. Bố về đây, hả? Trời ơi. Nó vẫn chưa chịu về nữa. Này. Em bóng lại nghịch cát. Bố bảo thôi được cơ mà. Em bóng nghịch cát quá dữ. Đây bố phóng to luôn. Đây. Đó đó, em bóng nghịch cát dữ quá trời luôn. Đó. Em bóng mê nghịch cát quá trời luôn. Bố chuẩn bị hết kiên nhẫn rồi. Bố nói cho em bóng biết nha. Bóng. Hôm nay em bóng đi rất là vui rồi không? Biển rất là đẹp. Đây cô giáo của em bóng đây. Bố về nha. Em về, bố về đây cho ở lại đấy chơi đi như mình đi. Ôi mê quá trời luôn rồi. Bố về đây. Bố nấp ở đây không cho em bóng biết. Liệu em bóng có biết là bố về không, có đi tìm bố không? Em bóng vẫn mê chơi, không thèm tìm bố luôn. Mê chơi luôn. Bố nấp. Mặc dầu bố đã nấp nhưng em bóng vẫn. Mặc dầu không nhìn thấy bố ở đâu nữa nhưng em bóng vẫn. Vẫn mải chơi. Em bóng quá mải chơi luôn. Em bóng khấn không cần quan tâm gì đến bố luôn, không cần quan tâm gì đến mẹ luôn. Em bóng mê chơi quá trời luôn. Về đó con ơi. Về nào. Về nào, về nào. Về đây. Có nghe thấy mẹ gọi không? Bố về đây, bố về đây, bố mẹ về đây. Về đây. Mê quá. Xung quanh siêu thị mọi người nghỉ hết rồi mà vẫn còn mê chơi này này. Này. Mê chơi này. Nhìn bố này. Bố bảo thôi, bỏ đây không chơi nữa. Đi về.
phủi tay đi. Thế đúng rồi, hãy lấy cái chải đấy mà phủi tay đi, phủi tay đi, phủi tay đi. Rồi, ok.